Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi video về các cấu trúc tiếng Anh thường gặp từ TOEFL English. Cấu trúc hôm nay mình học cũng sẽ về từ recommend. Tuy nhiên thì với một cái ý nghĩa khác, đó là khi muốn kể về một người nào đó với một cái lời khen hoặc là một cái ý nghĩa rất là tốt đẹp. Để hơn về cấu trúc này thì mình cũng sẽ đi vào hai ví dụ sau ha. Ví dụ thứ nhất, who recommended John to see a teacher? Who recommended John to see a teacher? Ai là người đã khuyên John là phải tới gặp cô giáo? Ví dụ thứ hai, we can recommend Mary as a stressed staff. We can recommend Mary as a stressed staff. Chúng ta có thể tiến cử Mary làm một cái nhân viên rất là đáng tin cậy ha. It's okay, goodbye.